Đây sẽ là quy trình cơ bản dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng robot bụi tại Quang Vacuum. Đối với máy sửa chữa, khi tiếp nhận thì Quang Vacuum sẽ ghi lỗi và xử lý cái lỗi này. Trước khi xử lý lỗi thì Quang Vacuum sẽ vệ sinh tổng quát và kiểm tra lỗi chính. Sau khi xử lý xong cái lỗi chính này thì Quang Vacuum sẽ kiểm tra tất cả xem có những cái lỗi gì phát sinh không. Và nếu có phát sinh chi phí gì thì Quang Vacuum sẽ báo trước cho khách. Thì riêng đối với máy sửa chữa thì Quang Vacuum sẽ miễn phí luôn cho khách hàng cái phần làm sạch, vệ sinh và bảo dưỡng tổng quát tất cả những cái bộ phận này. Thì vì đây là một cái con máy của khách mang đến để sửa chữa đây, thì máy này tiếp theo sẽ được làm sạch tổng quát. Thì đầu tiên là Quang Vacuum sẽ thực hiện việc vệ sinh bụi bằng cách là thổi sạch bụi phía bên ngoài, sẽ dùng máy thổi khí để thổi. Đó, như vậy. Máy sẽ được vệ sinh chi tiết. Thì đây là những cái máy của khách hàng khác đang được xếp tại đây. Như bạn đang thấy thì đây tất cả những cái máy này đang được ghi rõ lỗi. Đó. Và sau khi vệ sinh thổi bụi tổng quát xong thì sẽ đến phần vệ sinh chi tiết. Tức là chúng tôi sẽ tiến hành làm sạch từng các cái con linh kiện này và kiểm tra những cái chỗ nào nó bị ham dỉ như thế này để sẽ làm sạch từng chi tiết một, kiểm tra hệ thống máy bơm và kiểm tra bánh siết ốc cân bằng, rồi kiểm tra cản trước phần các cái phần cảm biến chúng tôi cũng sẽ kiểm tra. Đây, khi cái bánh răng nó phải chịu quá tải so với tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì nó sẽ nóng lên và nó sinh ra cái muỗi đèn này. Và tất cả những cái phần răng nó bị mòn góc hết. Đó. Thì nó làm cho cái bánh răng này không khớp đầu với nhau được và làm cho motor bị cháy. Còn đây là cái motor chổi than. Thì bạn có thể nhìn thấy cái chổi than này. Đây, nó đen hết ra và nó bị mòn hết ra rồi. Thì vẫn trong cái quy trình bảo dưỡng, tất cả những con linh kiện, cụ thể là các cái vị trí cảm biến sẽ được chúng tôi đo đạc để kiểm tra xem nó có cái gì bất thường hay không. Thì chúng tôi nếu nó hỏng thì chúng tôi sẽ thay thế, còn nếu nó sắp hỏng thì chúng tôi cũng sẽ thông báo với khách. Thì đây, chẳng hạn như đây sẽ có một cái con cảm biến này. Cái chỉ số này nó đã sai. Cái bình thường nó sẽ là đây, bình thường này nó sẽ là 3,2. Bây giờ nó chỉ có 0,8 thôi. Thế là đây sẽ có một con nó sai. Mình sẽ thử sang con bên cạnh. Đây, chỉ số nó đúng này. Đây. Chỉ số nó nhảy lên đúng 3,2. Đây. Con bên cạnh nữa này. Nó 0,8 này. Có nghĩa là cái cụm này, đây, cụm này có vấn đề. Đây. Mặc dù nó chưa báo gì nhưng chắc chắn nó có vấn đề rồi. Thì cái này cũng sẽ được thông báo với khách. Một số các cái con linh kiện khác nếu có cái hiện tượng mà bị oxy hóa hoặc là ham dỉ thì chúng tôi cũng sẽ có những cái dung dịch để phủ keo và chống oxy hóa vào những cái vị trí này. Đây, chẳng hạn như vị trí này đây, hoặc ở trên cái con động cơ này. Đây, khi nó nóng lên thì những cái con này nó bị chảy nhựa dần. Đây, chúng tôi cũng sẽ xử lý cái chỗ này. Còn các cái vị trí ham dỉ này và bị kẹt bên trong thì chúng tôi cũng sẽ xử lý hết. Chỉ đến cái mức nó giòn, nó gãy hẳn một chân ra luôn. Sợ thật.
đây là công đoạn cạo cháy. Đây là vét nồi cơm để lấy cháy. Ui giời ơi. Chính thật luôn đấy. Không ra. Không ra được. Chắc để em lấy kéo. Em lấy kéo. Cái kéo nhỏ đánh để trong. Trong số cái máy hàn. Xịt vô chân vào đây không? Phong cách đánh giày. Đây là cái kinh nghiệm. Và tiếp theo nữa thì đây, những cái máy khác nếu mà đem đến để bảo dưỡng thì chúng tôi sẽ thực hiện cũng vẫn là cái quy trình như đối với một cái máy sửa chữa thông thường, là đầu tiên sẽ làm sạch tổng quát, sau đó thì sẽ bảo dưỡng tất cả những cái chi tiết bên trong bao gồm vỏ bánh xe, cảm biến, cảm trước, phần các quan linh kiện, rồi hệ thống máy bơm. Đó, và đây như một cái máy của khách hàng là chị Quỳnh Anh. Máy này chỉ có bảo dưỡng không, thì đây là kết quả sau khi bảo dưỡng thì máy đã trở về một cái tình trạng rất là sạch sẽ, và phát sinh những cái phụ kiện nào mà cần thay thì chúng tôi sẽ đề xuất và thông báo với khách. Ví dụ cụ thể như là cái trường hợp của chị Quỳnh Anh này thì cái cuộn chổi trung tâm này, chúng tôi khi bảo dưỡng xong, đây mình có thể kiểm tra cho các bạn thấy quy trình bảo dưỡng của chúng tôi, là cái cuộn chổi này sẽ được bôi trơn và cái trục này cũng sẽ được bôi dung dịch làm trơn, và cái hệ thống chổi xoay ở trên này, bánh lái ở trên này cũng sẽ được làm sạch và bôi trơn hết tất cả. Và bánh xe di chuyển ở phía trong chúng tôi cũng sẽ xử lý hết tất cả những cái phần động cơ bên trong, bao gồm có hệ thống quạt hút, hệ thống motor chổi cạnh chúng tôi cũng sẽ xử lý hết. Thì đây là cơ bản một quá trình bảo dưỡng và sửa chữa tại dịch vụ sửa chữa của Quang Vacuum.